bể bơi. Đứng lại đó. Tao không bao giờ bắt được ta đâu. Ôi bánh vòng của tôi. Trời ơi, mình phải trốn ngay. Dưới chân cầu, những chú vịt đuổi chơi trông rất vui. Hãy đến những chú vịt cùng mình. 1, 2, 3, 4, 5. Kia rồi. Quạc quạc. Cũng quá quá. Lại mất dấu hắn ta rồi. Chào chú cảnh sát. Con chào. Hả? Kia là áo tù của tên trộm gà. Ôi không, có vẻ như anh ta đã trốn giữa đàn vịt con. Đi nào. Trong ngõ rất giống nhau. Tôi phải đi tìm hắn ta. Đợi đã, nếu anh làm hắn ta bất ngờ, ta có thể làm tổn thương những chú vịt con xung quanh. Tôi có ý này. Chúng tôi là những huấn luyện viên bơi lội mới. Hãy bắt đầu học nào. Vâng ạ, bắt đầu thôi. Anh nghĩ chúng ta có thể tìm thấy hắn nếu chúng ta cải trang thành huấn luyện viên bơi lội không? Gà không biết bơi. Vì vậy, chúng ta sẽ có thể tìm ra hắn nếu quan sát cẩn thận. Thật là nguy hiểm quá. Đau quá. Các em, đây là bài tập đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Không nên ném đồ xung quanh gần hồ bơi. Chúng ta có thể trượt và ngã. Đặt dụng cụ bơi trên kệ này. Vâng, thưa thầy. Và hãy nhớ, cần phải làm nóng cơ thể trước khi xuống hồ bơi. Nếu không, chúng ta có thể bị chuột rút cơ bắp. Tất cả đi theo thầy. Khởi động nào. Vâng ạ. 1, 2, 3, 4. Cảnh sát đã đi rồi. Mình không cần phải trốn nữa. Mình phải đi thôi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Không. Là cảnh sát kìa. 1, 2, 3, 4. Phải làm gì đây? Họ có để ý đến mình không nhỉ? Khởi động đã xong. Bây giờ hãy mặc đồ bơi an toàn và xuống bơi thôi. Vâng ạ. Quạt quạt quạt. Hãy cùng bơi nào. Mình không biết bơi. Họ sẽ phát hiện ra mình ngay. Mình phải làm gì nào bây giờ? Mình phải làm gì đây? Các em hãy xuống bể bơi nào. Vâng thưa thầy. Quạt quạt. Xếp hàng từng người xuống một. Chúng mình xuống nước nào. 1, 2, 3, 4, 5. Quạt quạt quạt. Khoan đã. Cháu đã không dùng phao bơi đúng cách. Điều đó không an toàn. Cháu hiểu rồi. Để chú giúp cháu. Không sao mà. Cháu có thể tự làm được. Chân của cháu. Đầu của cháu. Chỉ là ngươi là tên trộm gà. Anh ấy đã tìm ra tôi rồi. Chạy tôi. Người không chạy thoát được ta đâu. Cẩn thận xung quanh hồ bơi. Rất trơn đấy. Cứu tôi với. Tôi có biết bơi. Vậy anh ta là tên
trộm gà. Anh đã bị bắt. Hãy đi cùng chúng tôi. Thấy không? Chúng ta không nên làm giống anh ấy. Hãy thực hiện các quy tắc an toàn trong bể bơi. Chúng ta hiểu rồi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, sàn xung quanh hồ bơi có thể trơn trượt. Vì vậy, nếu chạy hoặc ném đồ đạc xung quanh hồ bơi, chúng ta có thể bị trượt chân và bị thương. Trước khi bơi, cần khởi động thật kỹ và mặc đồ bảo hộ phù hợp. Và rất nguy hiểm khi chơi ở khu vực nước sâu. Vì vậy, chỉ nên chơi ở khu vực dành cho trẻ em. Xe quá tải nguy hiểm. Ba về rồi. Các con, nhìn này, ba mới mua xe mới đấy. Wow, thật tuyệt vời. Ba ơi, bạn con có thể đi xe mới bây giờ không? Được chứ. Tất cả tập hợp. Xe chật quá rồi. Không chật đâu. Hôm nay chúng ta ở nhà nhé. Đi mà ba, mà con không muốn đi xe mới. Vậy chúng ta chỉ đi một vòng thôi nhé. Vâng ạ. Ngồi yên nào, đi thôi. Hồi quá, hồi quá. Này, hãy xem tôi đây. Wow, thật sạch sẽ. Sao nó lại bẩn rồi? Này, anh phải lái xe cẩn thận vào chứ. Hình như chiếc xe đó gặp vấn đề rồi. Dobby, chúng ta mau đuổi theo để điều tra xem. Babylon, hãy chuẩn bị tiếp ứng. Đã rõ. Đừng đẩy nữa, em lại muốn xì hơi. Đẩy ba mở cửa sổ ra. Sao trong xe lại có nhiều người như vậy? Thật nguy hiểm, chúng ta phải dừng chiếc xe đó lại. Sao mình lại ra đường lớn rồi thế này? Ôi không, cẩn thận đấy. Bà không thể điều khiển xe được nữa. Cẩn thận. Babylon, xe của bác ngỗng bị mất lái. Chúng tôi cần hỗ trợ gấp. Đã rõ. Đã đến lúc Babylon thể hiện rồi. Đi nào. Tránh đường, tránh đường. Xin nữa, thật là nguy hiểm quá. Chúng ta sắp sửa xuống dốc, ba phải dừng xe ngay. Phanh không hoạt động. Sao lại có khói thoát ra? Bác ngỗng, hãy dừng xe lại. Phanh không hoạt động. Babylon,
phải dừng xe lại ngay. Đá gió, móng vuốt bay, đi nào. Mọi người an toàn rồi. Thật đáng sợ quá đi. Cảm ơn các anh rất nhiều vì đã cứu chúng tôi. Bác Ngỗng, bác đã vi phạm luật an toàn giao thông. Bác sẽ phải về đồn với chúng tôi. Tôi sẽ không bao giờ trở quá số người quy định nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, rất nguy hiểm nếu chúng ta di chuyển trên một chiếc xe với số người nhiều hơn số ghế có sẵn. Khi di chuyển trên xe ô tô, trẻ em phải được ngồi an toàn ở phía sau và thắt dây an toàn đầy đủ. Khi xe chạy, các bạn phải ngồi yên trên xe, luôn giữ đầu và tay chân ở trong xe. Hãy ghi nhớ những điều này nhé! Đừng chơi ở ghế lái xe! Này, đỗ xe ở đấy sao? Bạn sẽ nhận được một vé. Này, dừng lại ngay. Gấu con, cháu không được dán thứ này lên ô tô đâu. Cháu xin lỗi ạ. Rất nguy hiểm khi cháu ở bên ngoài một mình. Đi nào, các chú sẽ đưa cháu về. Wow, tuyệt vời, mình được ngồi trên xe cảnh sát này. Wow, đi nào xe cảnh sát. Dừng lại, cháu không nên ngồi ở ghế lái, làm vậy sẽ rất nguy hiểm. Vâng ạ. Thế cháu ngồi ở đây nhá. Cũng không được ngồi ở đây. Trẻ em nên ngồi ghế phía sau và thắt dây an toàn. Được rồi, đi thôi. Con, đừng bao giờ thò đầu hay thò tay ra ngoài cửa sổ nhé. Suýt nữa là cháu gặp nguy hiểm rồi. Cháu hiểu rồi ạ. Đây. Bà cho tôi hai chiếc burger. Có ngay. Của bạn đấy. Wow, cảm ơn bác. Tạm biệt. Ủa? Cảnh sát trưởng Labrador, tại sao con trai tôi lại đi với các anh? Anh gấu, sẽ rất nguy hiểm nếu để gấu con chơi ở ngoài một mình. Hãy cẩn thận nhé. Xin lỗi các anh, hôm nay tôi bận quá. Tôi đã không trông cháu cẩn thận. Cảm ơn các anh đã đưa con tôi về. Hãy thử món này đi, bánh mì kẹp thịt đặc biệt của tôi đấy. Nó rất là ngon. Wow, burger to thật đấy. Thôi, chúng tôi ổn. Thôi nào, hãy ăn một chút đi mà. Đi thôi, ha ha. Có chuyện gì thế nhỉ? Dừng lại ngay, cứu con. Làm thế nào để dừng đây? Gấu con. Hãy xem đây. Ôi không, nó đang hướng về trung tâm thành phố. Lên xe nào. Papillon. Cảnh sát trưởng Labrador. Một chiếc xe tải burger đã mất kiểm soát và gấu con đang ở trong đó. Chúng tôi cần bạn giúp đỡ. Tôi hiểu rồi.
thể thấy gì cả. Papillon có mặt. Papillon, đi theo chiếc xe tải. Đã rõ. Hey, bám chắc nhé. Thế, đưa chúng tôi lên đầu xe tải. Không vấn đề gì, để đó cho tôi. Papillon. Xin lỗi nhé, tôi nhầm một chút. Hey. Cảnh sát trưởng Lambra, đưa hồ. Thắt dây an toàn vào và giữ chặt. Tôi sẽ phanh nó lại. Hả? Ôi không, phanh bị hỏng rồi. Hả? Papillon, tôi có thể dừng khẩn cấp ở đâu đây? Ở phía trước có một làn dừng khẩn cấp. Tôi hiểu rồi. À, phía trước nhiều xe quá. Hãy tin vào tôi, ngồi thẳng nhé. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, khi đi ô tô, phải luôn ngồi ở phía sau và thắt dây an toàn vào. Không được thò đầu hoặc cánh tay ra ngoài cửa sổ hoặc chơi trên ghế lái. Nếu khởi động nhầm xe, bạn có thể gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây thương tích cho chính mình và những người khác. Hãy giữ an toàn khi chúng ta ra ngoài và khi ngồi trên ô tô nhé. Không được chơi với dụng cụ chữa cháy. Hả? Hãy mau tới đón ạ. Wow. Thơm quá đi mất. Quay tay lốc xoáy ngon tuyệt đây. Wow. Mọi người đây. Ôi, mùi gì vậy? Hả? Cái đuôi của tôi. Mau lấy bình cứu hỏa. Nó đâu rồi? Cứu tôi với. Tôi tới đây. Thật may quá. Mong tôi suýt nữa bị đốt cháy rồi. Thật là nguy hiểm khi anh không có bình cứu hỏa. Ai đó đã lấy nó đi mất rồi. Cảnh sát trưởng Labrador xin hãy giúp tôi tìm ra nó. Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không phá được. Dấu tay trẻ con. Ở đây có một dấu tay nhỏ hơn nữa. Trên tường có gì kia? Vết sử dụng bình cứu hỏa. Nó có cả trên quả bóng bay kia nữa kìa. Bình cứu hỏa tự bay mất à? Không, tôi nghĩ là có đứa bé nào đấy đã lấy chúng. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra bọn trẻ. Để tôi đi kiểm tra. Bọn trẻ đi hướng kia. Gió ở đây to quá. Có chuyện gì vậy? Dobby! Cứu tôi với! Hãy
tôi qua. Ruby, bấm chặt vào. À, tôi tìm thấy bọn trẻ rồi. Ruby, tôi thấy mấy đứa trẻ nhà khỉ nghịch bình cứu hỏa đằng kia kìa. Chúng đi hướng đó. Thật nguy hiểm quá, chúng ta phải ngăn bọn trẻ lại ngay. Wow, thật là tuyệt vời. Em biết như thế nào mới là tuyệt không? Xem chị đây này. Dừng lại, nó nguy hiểm lắm. Ôi không, Dobby, mau chóng lấy bình cứu hỏa đó. Hãy để tôi. Cứu tôi với. Cẩn thận. Bấm chặt vào. Bắt được rồi. Không gì có thể chạy thoát khỏi tôi đâu. Chúng ta phải mau chóng mang cậu bé đến bệnh viện ngay. Bọn cháu sẽ không bao giờ chơi với bình cứu hỏa nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, di chuyển hoặc gây hại đến các thiết bị chữa cháy là vi phạm pháp luật. Vì vậy, chúng ta không được chơi với bình cứu hỏa. Nếu gần khu vực xảy ra hỏa hoạn không có bình cứu hỏa, chúng ta không thể kiểm soát được lửa và gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, nếu chúng ta sử dụng bình cứu hỏa không đúng cách, các bạn có thể gây tổn hại đến bản thân và những người xung quanh. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Không được chơi với kiến. Máy xúc làm việc đây. Cái xôi bị di chuyển à? Cái bánh mì cũng di chuyển rồi kìa. Sao bánh mì cũng di chuyển đi vậy? Bánh mì của em. Đau quá. Em bị làm sao vậy? Tay em đau quá. Xin chào, là cảnh sát trưởng Labrador đây. Bị bánh mì cắn ư? Bọn chú sẽ tới đó ngay. Đồ chơi và đồ ăn xung quanh tự dưng bị di chuyển. Sau đó em trai cháu bị cái bánh mì cắn vào tay ạ. Gà em, cháu bị đau ở đâu? Ở đây, đợt đau lắm ạ. Vậy là thật sao? Bánh mì có thể chạy, rồi cắn người nữa. Dừng lại. Là bánh mì bình thường mà. Cẩn thận có kiến đấy. Hình như gà em bị kiến cắn giống như vậy. Có vẻ như nó có độc. Chúng ta cần phải đưa gà em đến bệnh viện ngay. Đừng cắn mình mà kiến. Gà anh. Hey!
Nó đi mất rồi. Hả? Sao ở đây có nhiều tổ kiến thế? À, ở đây cũng có. Nè, có nhiều kiến quá. Ôi không, chạy đi. Thì chúng đang đến đây. Đừng đuổi theo bọn tôi nữa. Đi lên cao. Không bắt được bọn ta đâu. Chúng vẫn đuổi theo chúng ta. Nhanh lên. Cố lên nào. Giờ thì các ngươi không đuổi theo ta được nữa đúng không? Thật sao? Không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Chạy đi. Chúng đến đây, chạy chạy. Cảnh sát trưởng Labrador, chúng ta phải làm gì đây? Tôi sẽ gọi Babylon trợ giúp. Hả? Cái gì đây? Hồi quá. Babylon, chúng tôi đang bị kiến đuổi theo. Chúng tôi cần bạn giúp đỡ. Kiến à? Tớ biết phải làm gì rồi. Tớ sẽ đến ngay. Lối này. Giờ thì các ngươi không bắt được ta nữa nha. Chúng ta đang thấp dần xuống. Ôi không, chúng ta bị bao vây rồi. Nó muốn cắn móc chủ. Babylon luôn có cách. Bom thối. Đấy chẳng phải là tất của tôi à? Nó hôi quá. Cuối cùng cũng an toàn rồi. Babylon, chúng ta phải đến bệnh viện ngay. Gà em cần phải chữa trị gấp. Đã rõ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ không nên chạm vào kiến hoặc đến gần tổ của chúng. Có một số loài kiến có độc, và nếu như các bạn bị chúng cắn, nó có thể gây ra vết sưng hay thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Hãy ghi nhớ những điều này nhé. Bình xịt mũi nguy hiểm. Wow, ngon quá. Ôi không, có muối. Sẽ đuổi hết muỗi đi ngay. Hoàn thành nhiệm vụ. Không cần phải cảm ơn. Sát trưởng Labrador, bọn trẻ có vẻ như đã bị trúng độc. Gì cơ? Trúng độc sao?
À, là rắn đưa chuông. Cái gì? Không phải tôi. Đứng lại đó. Hãy nhìn những cái răng to lớn này đi. Cô ấy chắc hẳn là người đã cắn bao trẻ. Dobby à, cô ấy là rắn sóc. Hả? À? Loài rắn chúng tôi không phải ai cũng có được đâu nhá. Tôi xin lỗi. Trên người các bé không có vết thương. Tôi không nghĩ bọn trẻ bị tấn công từ bên ngoài đâu, cảnh sát trưởng. Nếu không phải người ở bên ngoài, vậy tại sao bọn trẻ lại bị trúng độc nhỉ? Chúng ta phải điều tra hiện trường. Mùi gì thế nhỉ? Có nhiều muỗi ghê. Các bạn nhỏ, các em vừa mới dùng bình xịt côn trùng đúng không? Vâng ạ. Lúc nãy trong này có rất là nhiều muỗi. Hà Mã Nhỏ đã giúp chúng cháu. Đến cái bánh này cũng có mùi giống thuốc diệt côn trùng. Bình xịt côn trùng rất độc. Có vẻ như các cháu đã bị ngộ độc vì ăn phải miếng bánh có dính thuốc diệt côn trùng. Ôi không, để trẻ em sử dụng bình diệt côn trùng rất nguy hiểm. Chúng ta phải tìm Hà Mã Nhỏ ngay. Vậy là quanh đây sẽ không còn con muỗi nào. Hà Mã Nhỏ, Hà Mã Nhỏ, Hà Mã Nhỏ, Hà Mã Nhỏ. Tìm thấy rồi. Ở đây. Hà Mã Nhỏ. Tôi là chuột hamster mà. Tôi xin lỗi, nhầm người. Nóng quá. Nóng quá, nóng quá. Mùi gì vậy nhỉ? Là chiếc đuôi cháy của tôi. Và mùi thuốc xịt muỗi nữa. Hả? Ở đằng kia. Ôi đời, sao bụng tôi đau quá. Ở đằng kia. Cứu cháu ơi. Ôi không. Hà Mã Nhỏ. Hà Mã Nhỏ. Phải đưa cháu bé đến bệnh viện ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, thuốc xịt côn trùng là chất cực độc. Các cháu phải cẩn thận khi sử dụng chúng. Nếu bắt buộc phải sử dụng, hãy nhanh chóng rời khỏi nơi đã xịt. Thay quần áo và rửa tay. Ngoài ra, các cháu không được xịt vào người khác hoặc đồ ăn, vì vậy có thể làm hại họ và thậm chí cả bản thân mình nữa. Thang cuốn cắn dây. Các con, cẩn thận đấy. Các con,
thơm quá. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Cô có sao không, cô sốc? Cô đang vội chuyện gì sao? Cảnh sát trưởng Labrador, các con của tôi vừa bị mất tích rồi. Xin hãy giúp tôi tìm chúng. Chúng tôi sẽ giúp ngay. Làm phiền anh có thấy hai đứa trẻ chạy qua đây không? Chúng cao khoảng tầm này. Hình như tôi thấy đi vào trong thủy cung. Cảm ơn anh. Dobby. Chúng ta chia nhau ra ở đây. Sóc nhỏ ơi, sóc lớn ơi, sóc nhỏ ơi, các con ơi. Tìm thấy rồi. Nhầm người rồi. Ôi, tranh vẽ của tôi. Ôi, thật may quá, chúng không sao. Hả? Bức tranh này cậu thấy sao? Tuyệt tác đúng không? À, đây là hai con quái vật đang đánh nhau ở thác nước à? Không. Hả? Đây là hai bạn sóc nhỏ đang chơi ở thang cuốn. Đúng rồi, anh thật có con mắt tinh tường. Chắc chúng vẫn còn ở đó. Đi nào. Chúng kia rồi. Em thắng rồi. Dây của em bị kẹt rồi. Cẩn thận đấy. Trưởng Labrador. Các bạn nhỏ, chơi ở thang cuốn rất nguy hiểm. Các cháu có thể bị thương nữa. Bọn cháu xin lỗi ạ. Bọn cháu sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các bạn chỉ được đi thang cuốn cùng với ba mẹ và không bao giờ được chơi đùa khi đang đứng trên thang cuốn. Nếu gặp phải chuyện nguy hiểm, hãy ấn nút khẩn cấp có trên thang cuốn. Như vậy, thang cuốn sẽ dừng lại ngay lập tức. Các bạn hãy nhớ nhé. Bạn gấu koala mất tích. Bé vịt, bé thỏ, bé gấu koala. Gấu koala. Bạn gấu koala đâu rồi?
Hôm nay nóng quá. Dobby, cậu sẽ cảm thấy mát hơn nếu cậu thư giãn. Xin chào, tôi là cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi là cô cựu trưởng mẫu giáo. Tôi bị lạc mất một bé học sinh, là bé Koala. Xin hãy giúp tôi. Cô đừng lo, chúng tôi sẽ đến ngay. Nóng quá. Cô cứu. Cô phát hiện ra bé Koala bị mất tích từ khi nào? Khi tôi điểm danh các học sinh sau khi xuống xe thì phát hiện ra là đã lạc mất cháu bé. Tôi phải làm gì đây? Tôi hiểu rồi. Các cháu nhỏ, các cháu có nhìn thấy bạn Koala trên xe buýt không? Cháu có thấy à? Cậu Koala lúc nào cũng ngủ gật trên xe buýt ạ. Vậy chắc chắn cậu bé vẫn còn đang ở trên xe buýt. Hiện giờ xe buýt ở đâu? Xe thường được đỗ ở bãi đỗ xe sau khi đã đón và trả hết các cháu học sinh. Liệu cậu bé còn ở trên xe không? Chúng tôi sẽ tìm ra cậu bé, đừng lo. Không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Đây là bãi đỗ xe của nhà trường. Bác tài xế bò chắc hẳn là đang ở gần đây. Thấy rồi. Bác bò ơi. Bác bò. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Nhưng mà các anh nhầm người rồi. Tôi là Châu mà. Bác bò có mái tóc dài hơn tôi nhiều. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu bác ấy có thấy đường để mà lái xe không nữa. Vậy anh có biết bác bò đang ở đâu không? Tôi không biết. Xe của bác ấy không có ở đây. Đây là lịch trình xe buýt của trường. Đây là biểu tượng của cửa hàng cắt tóc cây kéo vàng. Bác bò có lẽ là đi cắt tóc ở đây rồi. Đi nào. Nóng quá. Mình đang ở đâu đây? Mình không thể ra ngoài được. Cứu với. Có ai không? Đó là gấu Koala. Cậu ấy bị kẹt trong xe buýt. Ôi không, cậu bé bất tỉnh rồi. Chúng ta phải tới đó cứu cậu bé ngay. Ôi không, chúng ta bị kẹt rồi. Chúng ta phải chạy ngay. Đi nào. Gấu Koala. Hãy gọi xe cấp cứu ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các lái xe và các vị phụ huynh cần phải cẩn thận, không được để các bé ở lại trong xe một mình. Nhất là vào mùa hè, nhiệt độ trong xe có thể trở nên rất cao và sẽ gây nguy hiểm cho các bé. Và các bạn nhỏ cũng phải luôn chú ý để xuống đúng bến của mình. Nếu các bạn bị kẹt ở trên xe, hãy cố gắng tiến đến ghế lái và mở cửa xe hoặc bấm còi để thu hút sự chú ý của mọi người. Hãy nhớ những quy tắc này nhé. Bạch mã hoàng tử xì hơi. Hỡi công chúa Bạch Tuyết, nàng có đồng ý lấy ta không? Dạ vâng, tôi... Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chỉ... À,
anh ngựa trắng. Xin anh, xin anh hãy giúp tôi đi mà. Cứ bình tĩnh đã. Có chuyện gì vậy? Chắc chắn có người gài bẫy tôi. Vì thế tôi không thể ngừng xì hơi được. Gì cơ? Xin hãy tìm ra người làm chuyện này. Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Chắc chắn là ông đã gài bẫy tôi. Đầu bếp voi, tôi chẳng bị làm sao trước khi lên sân khấu, nhưng tôi bị đau bụng như vậy từ khi tôi ăn bánh của ông. Anh bổ lỗi cho tôi làm anh đau bụng mà. Tôi chắc chắn ông đã bỏ gì đấy vào bánh, vì thế khi tôi ăn xong tôi bị đau bụng. Ông chắc hẳn đã ghen tị với khuôn mặt đẹp trai của tôi, vì thế tôi đã bị gài bẫy. Anh đang nói cái gì vậy? Ông voi, ông dám tấn công tôi ư? Hãy mau bắt ông ta đi. Đợi đã, không phải là tại anh voi đâu. Sao cơ? Hãy nhìn đống đĩa bẩn ở đằng kia. Có rất nhiều người đã ăn bánh, nhưng anh ngựa là người duy nhất bị đau bụng. Điều đó có nghĩa là bánh không bị làm sao cả. Chính xác. Cảnh sát trưởng Labrador thật là thông minh, có phải không? Vậy thì... Anh ngựa, anh còn ăn gì khác trước khi lên sân khấu không? Ngựa vằn ư? À, tôi nhớ ra rồi. Đây rồi, anh ngựa vằn đã đưa cho tôi một miếng bánh pizza. Nó đây này. Cảnh sát Labrador, tôi chắc chắn ngựa vằn đã bỏ gì đó vào miếng pizza. Bởi vì cậu ấy muốn thế vai diễn hoàng tử của tôi. Cái gì? Không phải như thế. Cậu ghen tị với tôi phải không? Cái gì? Vì thế mà cậu đã bỏ thứ gì đó vào miếng pizza của tôi. Nếu tôi bị bệnh, cậu có thể diễn vai hoàng tử thay tôi. Không phải mà. Đâu phải lỗi của tôi khi sinh ra đã đẹp trai sáng lạng như thế này. Tôi khổ quá đi mà. Tôi không làm thế. Cả hai bình tĩnh nào. Chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm miếng pizza có vấn đề gì không. Để đấy cho tôi. Tôi tôi không thể nào nhịn được nữa rồi. Không sao rồi, mà mình cũng chẳng cần rửa tay đâu. Sao mình đói thế nhở? Bánh phòng kia. Anh ngựa. Anh phải rửa tay trước khi ăn chứ. Không sao đâu. Chẳng có vấn đề gì đâu mà. Cảnh sát trưởng Labrador, có rất nhiều vi khuẩn độc hại được tìm thấy trên miếng pizza này. Ngựa vằn, đúng là cậu rồi. Không thể nào. Không phải tại ngựa vằn đâu. Người làm cho anh bị đau bụng chính là anh. Ngã cái gì? Tôi ư? Tôi làm sao mà làm như thế được? Tờ xét nghiệm này đã cho thấy rằng đa số các loại vi khuẩn độc hại chúng tôi tìm thấy đều ở những khu vực mà tay anh chạm phải. Vì thế, những vi khuẩn này đều từ tay anh mà ra. Anh cũng không hề rửa tay trước khi ăn chiếc bánh vòng vừa rồi. Vi khuẩn có hại trên tay anh đã đi vào bụng anh và làm cho anh bị đau bụng. Tôi sẽ đi rửa tay ngay. Tôi không muốn làm hoàng tử xì hơi nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, trên tay chúng ta có rất nhiều vi khuẩn. Hãy nhớ rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi chơi ở ngoài trời hay sau khi đi các phương tiện giao thông công cộng. Nếu không, các vi khuẩn này có thể chui vào bụng và làm cho các bạn bị ốm. Vì thế, chúng ta phải nhớ thường xuyên rửa tay nhé các bạn. Quái vật trên đường. Bà ơi, nhanh lên, chương trình ở nhà hát cầu vồng sắp bắt đầu rồi. Bà biết rồi, nhưng mà an toàn là trên hết.
Quái vật! Quái vật! Xin chào, đây là cảnh sát trưởng Labrado. Cảnh sát Labrado, tôi gặp một con quái vật trên đường và nó đáng sợ lắm. Quái vật ư? Chúng tôi tới ngay. Họ đâu nhỉ? Hả? Cảnh sát trưởng Labrado, một con quái vật bất ngờ xuất hiện trên đường. Xe của tôi đã gặp tai nạn vì nó đấy. Đáng sợ lắm mà. Con yêu. Lừa con, cháu đừng sợ. Trên đời này không có quái vật thật đâu. Nhưng chúng tôi thực sự đã gặp nó. Xin hãy giải quyết chuyện này. Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá. Hả? Tôi tìm thấy dấu chân. Những dấu chân đến từ bên kia của giải phân cách. Người gây ra tai nạn này chắc hẳn đã nhảy qua hàng rào phân cách để qua đường. Anh có nhớ được là trông con quái vật đó như thế nào không? Nó có cái đầu giống như tổ chim vậy. Đầu tổ chim ư? Và mũi của nó có màu đỏ. Cái mũi của nó thì rất là to nữa. Như này á? Hả? Chính xác, trông nó như vậy đấy. Con quái vật trông đáng sợ quá. Tôi không nghĩ đây là một con quái vật mà trông giống chú hề ở nhà hát cầu vồng hơn. Một chú hề ư? Đêm nay ở nhà hát cầu vồng sẽ có chương trình về các chú hề. Chúng tôi đang trên đường tới đó đây. Dobby, chúng ta đi nào. Nhìn đằng kia đi. Chú hề chính là quái vật. Ôi trời ơi, anh sẽ bị muộn mất. Anh phải ra sân khấu ngay bây giờ. Đừng lo, tôi không bao giờ bị muộn hết. Tôi đã đi đường tắt mà. Khỉ đốt. Anh đã vi phạm luật giao thông, anh đã bị bắt. Không. Đứng lại ngay. Hả? Cảnh sát đấy. Đây là chương trình mới à? Bắt anh ấy lại. Bắt anh ta lại. Không được nhảy qua rào phân cách. Gặp lại sau nhé. Cẩn thận. Mạnh lên. Thật đáng sợ quá. Khỉ đột, anh đã vi phạm nghiêm trọng luật giao thông. Hãy theo tôi về đồn cảnh sát. Tôi sẽ không bao giờ nhảy qua rào phân cách để đi tắt nữa đâu. Tôi xin lỗi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, chúng ta cần phải tuân thủ luật giao thông. Khi đi bộ, luôn dùng phần đường dành cho người đi bộ và không được nhảy qua hàng rào phân cách để đi tắt. Nếu các bạn làm như vậy,
các bạn sẽ có thể gặp tai nạn nguy hiểm đến tính mạng. Hãy ghi nhớ bài học hôm nay nhé. Trò chơi khăm tại sân chơi. Có chuyện gì vậy? Có quái vật cắn mất quần của cháu rồi. Nó ở kia kìa. Hả? Quái vật ư? Để chú xem nào. Quái vật ư? Hả? Ở đây không có gì cả. Sao nó không chuyển động nhở? Có chuyện gì xảy ra vậy? Cứu tôi với! Hả? Đi nào! Cẩn thận! Vợ con, cháu có sao không? Cháu không sao ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, vợ con và cháu đang chơi bập bênh với nhau, rồi đột nhiên không hiểu tại sao tự dưng cậu ấy lại bay vèo lên trên đó ạ. Hả? Dấu tay, chắc hẳn có người đã ở đây. Các cháu có nhìn thấy ai đến gần không? Cháu không. Có dấu tay trên bập bênh à? Nhưng không ai nhìn thấy người nào cả sao? Tôi nghĩ có thể là do ai đó giỏi ngụy trang gây ra. Vậy thì làm sao chúng ta tìm được thủ phạm đây? Tôi có ý này. Hả? Đến lúc chơi khăm một trò khác rồi. Kẹp cá mập. Không. Kèo siêu dính. Không. Hay cá biết tát thì sao nhở? Không. Sư rồng nhọn. Đúng rồi. Tuyệt vời. Nó tới đó. Đợi đã. Bây giờ. Đi theo dấu chân. Sao chú ấy nhìn thấy được mình nhỉ? Nhìn kìa, là tắc kè. Ôi không, bị phát hiện rồi. Cá biết tát. Ôi không. Ở đằng kia. Nhanh lên. Cậu bé gặp nguy hả? Ê
Cháu sẽ không bao giờ chơi khăn nữa đâu á. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, chơi khăm người khác là không tốt. Đặc biệt là một số trò chơi có thể gây nguy hiểm. Nó không những làm người khác sợ hãi mà còn có thể làm họ bị thương nữa. Các bạn đã bao giờ trải qua những trò đùa nguy hiểm chưa? Hãy nhớ báo với ba mẹ mình biết ngay nếu gặp phải những trò đùa ác ý hoặc nguy hiểm nhé.